Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 10 tháng 5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Hội nghị được kết nối đến trên 4.300 điểm cầu với trên 206.000 cán bộ đảng viên, doanh nghiệp tham gia quán triệt nghị quyết. Dự tại điểm cầu tỉnh có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Võ Chí Công, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nghị quyết 41 ra đời nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh làm giàu chính đáng, năng động sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh, mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Nghị quyết này được xem là kim chỉ nam để doanh nhân Việt Nam tự tin vững bước góp phần vào phát triển đất nước trong tình hình mới. Mục tiêu đến năm 2030 phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới. Một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành lĩnh vực then chốt. Một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn. Tầm nhìn đến năm 2045 phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển có thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế. Một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày cấu trúc của nghị quyết 41 gồm 4 nội dung lớn như đặc điểm tình hình, quan điểm mục tiêu của nghị quyết, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện. Ngoài ra còn có báo cáo chương trình hành động của chính phủ của VCCI trong thực hiện nghị quyết số 41. Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, dự hội nghị có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng thành viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh và cấp huyện. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, biến đổi khí hậu với diễn biến ngày càng phức tạp đã và đang hình thành nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, nhiều trường hợp gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Điều này đòi hỏi các ngành các cấp cần có những dự báo kịp thời chính xác, chủ động kế hoạch ứng phó ngay từ sớm, từ xa. Trong đó tập trung phân tích làm rõ những khó khăn vướng mắc để đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại. Trên cơ sở phát biểu gợi ý của Phó Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, đại biểu bộ ngành trung ương đã tập trung dự báo phân tích xu thế thiên tai đến cuối năm 2024 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo dự báo, từ khoảng nửa cuối tháng 6 năm 2024 sẽ có khoảng 11 đến 13 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, trong đó có khoảng 5 đến 7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Từ đây đến cuối năm, trên phạm vi cả nước có khả năng tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ ngập lụt tại các đô thị, thành phố lớn tiếp tục diễn ra do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ. Lũ quét, sạt lở đất, nguy cơ cao xuất hiện tại các tỉnh, khu vực vùng núi, xuất hiện phổ biến từ tháng 7 đến tháng 9. Mùa lũ năm 2024 trên sông Mekong xuất hiện tương tự trung bình nhiều năm. Đỉnh lũ ở đầu nguồn sông Cửu Long dao động ở mức báo động 1, đỉnh lũ các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Trong tháng 7, tháng 8, ven biển các tỉnh Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 đợt nước biển dâng bất thường kèm theo sóng lớn gây sạt lở đê biển. Tại hội nghị, lãnh đạo một số bộ ngành, tổ chức quốc tế cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương để trình bày rõ giải pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2024, đồng thời kiến nghị các nội dung liên quan việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và ứng phó trước các sự cố thiên tai, việc hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác tái thiết sau thiên tai nhằm nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân. Tỉnh đoàn Sóc Trăng vừa phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn hóa dân tộc và tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề Thanh niên Sóc Trăng bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tại chùa Tam Sóc, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú. Tại chương trình, đại biểu và nhân dân địa phương được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc như ca múa nhạc dân tộc Khmer, trình diễn nhạc ngũ âm, tuyên truyền ca khúc cách mạng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương và nghe báo cáo chuyên đề về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc tỉnh Sóc Trăng.
Dịp này, tỉnh đoàn đã tặng quà lưu niệm cho chùa Tam Sốc, trao 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt và 10 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trao tặng công trình thanh niên thắp sáng đường quê cho xã Mỹ Thuận. Ủy ban nhân dân xã cũng trao tặng 20 phần quà cho 20 gia đình khó khăn trên địa bàn.